Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên trong ngày 24 tháng 6, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C là từ 10 giờ trưa đến 19 giờ tối. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 65%. Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt này ở khu vực trung bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng tại thành phố Đà Nẵng trời ít mây và nắng nóng gay gắt kéo dài từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2021 với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ C.